Đây mình chuẩn bị cho mọi người coi là ngọn sóng nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Không biết sao đây. Hello mọi người, hiện tại là mình đang có mặt tại Amazing Bay. Thì ở đây là cái khung dân nước gọi là lớn nhất Việt Nam, vừa mới xây ở Đồng Nai mọi người. Hôm nay mình đi check in review cho mọi người xem thử nha. Nếu như mà các bạn có dịp tới Đồng Nai thì cũng các bạn đừng có nên bỏ qua The Amazing Bay nha. Cũng là công viên nước của Việt Nam đầu tiên đạt cái lục lớn nhất Đông Nam Á. Đây thì quy tụ những trò chơi với nước mang cảm giác mạnh và hoành tráng nhất, với các đợt sóng nhân tạo kỳ diệu cao nhất và đường ống trượt sắn nước đầy thách thức. Quá mạnh, trò chơi quá mạnh mọi người ơi. Đây vừa mới vô là có nguyên một đàn cá heo nè. Nhân tạo rồi. Cái này nó mà hỏi ba cái phun sương mà nước văng lum hết à. À này bự ghê, rộng ghê chứ. Ồ đẹp chưa. Nè hồi nãy mình vừa vô là người ta cho mình đeo cái mua vé là 490.000 một vé, là người ta cho mình đeo cái này nè. Cái này như có cái dòng điện tử gì đó, vô check cái mã kia thì mới được mở cho vô các bạn. Thì cái này phải giữ cho tới hết lúc mà ra về luôn nha, chứ không có lực làm mất nha. Làm mất chắc là đền đó. Ở trong đây thiệt là đẹp luôn, rộng ghê. Nhưng mà hôm nay mình đi là nhằm vô ngày buổi sáng nó mưa, cho nên bây giờ nó mát lắm. Đi buổi chiều này tắm thoải mái mọi người. Quang cảnh trong đây rộng đẹp dữ ha. Không biết rộng cỡ nào chứ. À trong đây là khu đồ ăn nè. Bán cà phê. Đây là dòng sông Lười hả? Sông Lười. Ở sao nước này nó xanh vậy ta? Nước này nó xanh là màu xanh lá em ơi. À, mấy cái hồ bơi, mấy cái chỗ khác á, thì mình thấy mà nước nó màu xanh dương. Mà không biết sao ở đây lại nước chơi màu xanh lá không biết. Không biết phải là nước dơ hay nước sạch nữa. Thấy nó chuyển màu xanh lá rồi. Ở đây là đầu tiên vô là cái bãi tắm cho con nít nó tắm nè. Trời ơi, đông ghê bọn. Tính ra ở đây cũng đâu có xa lắm đâu, mình đi từ Bình Dương mà các bạn đi về hướng Đồng Nai mà đi ở cái khu du lịch Amazing Bay này á thì nó mất khoảng 45 phút mọi người. Đi đường cao tốc thì cũng nhanh lắm. Ở Sài Gòn thì nghĩ chắc cần 1 tiếng đồng hồ là tới. Nói chung là tới đây thì mình cũng cảm giác là mình nghĩ là chắc không ai đi đâu, nhưng mà tới đây mới thấy là rất là đông người đi luôn. Ở đây là mấy cái phao nó tự đưa lên luôn nè mọi người, là khỏi phải bưng phao lên. Trời ơi đã ghê không, mà cái này đỡ phải bưng mất công. Trước khi mà đi tắm thì phải đi rửa đồ. Đây mình đang ra chỗ mà có cát trắng rồi nè. Cát trắng này là đem từ Nha Trang về nè mọi người. À đây là cái màn hình LED gọi là mình nghe nói là lớn nhất Việt Nam ở trong nước. Đó các bạn thấy không? Nè cát này nè. Hôm nay mình đi là trời hơi mưa, nhưng mà cát này là cát trắng. Cát trắng là lấy từ Nha Trang vậy nè mọi người. Đó. Nói chung là cát nó mịn lắm. Hôm nay trời đi mình trời vừa mưa xong. Nên là cát nó hơi dính. Sẽ xuất hiện những ngọn sóng thần kỳ diệu cao đến 4m. Đây là cái khu mà biển nhân tạo nè mà các bạn thấy không? Cái khu này là nó sẽ tạo sóng thần nhân tạo ra. Trong vòng không biết là được 4m đâu nữa, nhưng mình thấy này sao? Nếu mà 4m thì chắc nó cuốn đi luôn quá. Quý phụ huynh vui lòng lưu ý trẻ em đi cùng, chú ý an toàn của bản thân và những người xung quanh. Kính chúc quý khách tận hưởng những ngọn sóng kỳ diệu chỉ có tại The Amazing Bay. Xin cảm ơn. The Amazing Bay. Áo phao vô hả? Vì sinh vật biển sinh sống, mà còn là nơi cư ngụ của các vị thần. Biển là nơi sự cao quý,
Đây mình chuẩn bị cho mọi người coi là ngọn sóng nhân tạo lớn nhất Việt Nam. Không biết sao đây. À, biển xanh đang đẹp đúng không? Biển trang trong xanh đẹp. Rồi, sóng nè, có sóng nè. Sống lên rồi mọi người ơi. Wow. Sống thần tới, lập tức sơ tán. Wow, wow. Yeah. Tâm thần đã không? Bao nhiêu phút nữa mới có lại ta? Rồi. Nói chung là tiếc ghê. Hồi nãy mình vừa chạy lại là 3 giờ rưỡi rồi. Thì đây là cái tên, nói chung là cái vòng sóng thần cuối cùng rồi. Không có lượt chơi rồi. Chắc phải để đợt sau. Xin tạ ơn người. Giờ chạy lên đây với bà. Anh cái này là chơi hai người được không anh? Rồi rồi. Lên đi. Lên đi anh. Này là lên là sẽ trượt xuống nè. Rồi đó không? À rồi rồi rồi. Tay cầm điện thoại được đâu, anh cầm được lắm á. Không sao, điện thoại đó gì sao được. Ô quá đã luôn mọi người, lâu lâu rồi mới chơi cái trò cảm giác mạnh vậy á. Chờ lên chơi cái áo này. Hàng dính dưới, hàng ở đây đi. Hàng ở đây đi. Rồi xuống nha. Thằng nhỏ không được đâu. Ngang vậy hả? Wow. Ôi trời ơi, quay. Cái ống này mạnh quá. Ơi ướt hết đi hỏi. Trời ơi, nãy công nhận chơi cái ống màu xanh kia các bạn. Trời ơi, cái ống màu xanh đó là siêu mạnh luôn đó. Nếu như mà quay bằng cái góc máy khác thì các bạn có thấy được. Không biết mình cầm là các bạn có thấy được cái cảnh đó không? Cái cảnh tượng đó là siêu khủng khiếp rồi. Wow. Quá mệt, quá mệt. Công nhận cái ống xanh đó từ nãy là đã chút luôn á. Đây đúng là cái cảm giác siêu mạnh luôn đó. Bây giờ mình lên mình trải nghiệm cái ống này nè. Hôm nay trải nghiệm hết trò chơi mà không biết cho mọi người xem luôn. Đây phao. Thôi rồi.
lên là bắn kìa. Con nít vui mà. Không. Đây nè, có tục mà này nè, có tục này nè. Tục này nè. Lên tục đó, leo lên, leo lên. Không được đâu. Không được đâu. Ở đây là chỗ tắm nè, nước nó chảy nè. Ôi ơi. Đây, đúng chỗ cái này mọi người. Yeah. Hello. À, màu nào cũng được hết hả? Cho màu nào đây? Cho màu nào, màu tím hả anh? Anh hãy cho màu tím hả? Để chờ để nó hai quay phút này. Còn này hả? Rồi đây móng cam. Rồi. Cầm tay nha. Các chân lại anh ơi. Các chân lại. Ok. Giữ cái bông lên nè. Rồi xuống nha. Wow. Đây nè mọi người, đây là cái dòng sông lười nè. Khi mà ai mà không chơi được mấy trò cảm giác mạnh á là trượt nha. Nằm trên cái phao là trượt dài như thế này nè, nó sẽ chảy theo cái dòng chảy đó mọi người. À, mình đang đi lên là mình lên cái chỗ mà để trượt. Này lên tới 3-4 tầng nè. Chơi hết tất cả cái trò để trải nghiệm cho mọi người xem luôn. Công nhận ở đây là nãy giờ leo mấy vòng mà mỏi quá. Lên tới trên đây là cao lắm nè. Thì cho mọi người thêm là cái bãi gửi xe ở đây luôn nè. Siêu rộng luôn nè. Các bạn thấy không? Rồi. Lên cái này. Lấy cái này hả? Lấy cái vàng. Cái vàng cũng được, cái xanh cũng được, cái này. Dịch lại phải không? Ốc chân ở đây hả? Tại bấm chân ở đây phải không anh? Rồi bấm chân thôi, không sao đâu. Được chưa? Xuống nha. Xuống này. Wow. Đi ra. Oh yeah, trời ơi. Nó lằn ngoằn dữ vậy. Ống này nó lằn ngoằn quá. Ôi, ơi.
vô mà chụp cái ống kia giờ khói luôn. Đây là cái màn hình LED của công viên nước lớn nhất Việt Nam. Mọi người có thấy không? Đây nó mô phỏng 3D. Thì nó sẽ tạo ra những cái cơn sóng chớp nè. Rồi sóng thần này, lốc xoáy kìa. Là nói chung là mọi người sẽ thấy cái dịch vụ mà sóng sóng thần này sẽ cảm thấy thích thú hơn. Đây mọi người, đây là khi mà sóng đi biển lặng thì sẽ có những cái màn hình trời mọc vậy đó, trời mọc lên đó, giờ thấy không? Đó, bây giờ thì nó yên lặng rồi nè, thì sẽ là một cái hồ không có sóng gì hết. Thì khi nào mà sóng thì nó sẽ mưa lên, thì sóng chớp rồi lên. Đây mọi người ơi, thì đây là lần đầu tiên mà mình đi một cái công viên nước mà nó bự tới như vậy luôn á. Đi từ nãy giờ là không hết luôn, mà có nhiều trò chơi cảm giác mạnh giống như bây giờ. Trời, rất là nhiều trò chơi cảm giác mạnh luôn. Thì đi từ nãy giờ mà nãy đi ngay lúc mà vừa mới ăn no xong nữa. Trời ơi, nó nhồi một hồi cũng hói luôn. Nhưng mà ở đây cũng công nhận thật sự là quá là hoành tráng. Cái màn hình LED tuyệt vời chưa. Trời ơi. Bây giờ là hiện tại là 4-5 giờ chiều rồi, cho nên là người ta không có phổ biến cái dịch vụ mà sóng biển 4-5 mét tới giống như hồi nãy nữa, tại vì không có ai mà cứu hộ mà canh các bạn hoài hết á. 4-5 giờ người ta cũng sẽ về kỳ đó. Thì bây giờ cái biển này sẽ bớt khách rồi nè mọi người, không có sóng nữa cho nên là bớt khách rồi nè. Đó, người ta sẽ đổ vào mấy cái trò chơi mộng biển người ta chơi. Ui, bao biển luôn nè, có một mình trên biển bao biển luôn. Ở đây thì cũng có cái chỗ mà để bán đồ ăn xong mà khi các bạn bơi mệt xong là có đồ ăn ăn luôn nè mọi người. Em có lẩu hải sản, lẩu bò kim chi, lẩu cua đồng. Cơm. Ở đây có cơm nữa nè. Đây là mì xào. Mì xào giòn. Má cảo nè. Nhiều món quá không biết ăn món gì. Ăn gì? Mì cay hả? Ăn này kêu ba phần luôn đi. Hả? Ăn ăn gì ăn? Vừa trải nghiệm xong cái khu công viên nước lớn nhất Việt Nam, trời nói chung là công nhận ở đây rất là phê. Anh ấy đưa chìa khóa anh ơi. Nhìn giống như trong VinWonder vậy đó. Thì thôi bây giờ cũng 5-6 giờ chiều rồi, thôi bây giờ mình đi về đây, bye bye mọi người nha. Nãy giờ chơi mệt quá.